again, xin chào. Xin chào. Thank you. Đi bộ để đi làm. Đi làm bằng xe đạp vào mùa hè, tại mùa hè trời đẹp quá. Đây là mấy con, không hiểu biết là gọi là mấy con này là con gì. Không phải là vì trời đâu, nhưng mà mấy con này rất là hung hãn. Nếu mà con nít lại gần là nó cắn luôn á. Nhưng mà thì không sợ nó cắn đâu. Thì không cắn nó thì thôi chứ nhỉ. Thì đang ở cái công viên ở giữa thủ đô rồi chứ. Ở đây cả nhà xem buổi sáng sớm này. Mọi người thường đi làm bằng xe đạp, đi bộ để đi làm. Đi làm bằng xe đạp vào mùa hè, tại mùa hè đẹp quá mà. Và đi thể dục nữa. Cũng giống như ở Việt Nam, mọi người rất là thích đi thể dục. Và bên này cũng vậy. Nhưng mà bên này cái khuôn viên thì nó đẹp hơn, nó xanh hơn, nó mát hơn. Và nó có ở khắp nơi luôn. Mặc dù thủ đô nhưng mà công viên như cây xanh rất là nhiều. Hầu như là gần nhà thì cũng có, là mọi người có thể thấy là hai cái xe scooter họ chỉ để giữa trời như thế này á. Thì cái này là một phương tiện công cộng rất là hay luôn ấy. Để xong thì mới dùng được, chứ bây giờ không dám đi đâu. Yuri cũng không cho đi. Làm con đường thông ra đường lộ. Thì cái xe này á, cả nhà thì mọi người sẽ tải một cái app về, sau đó sẽ trả tiền đi ở trên này, xong chỉ cần quét cái mã vạch này xong rồi xe sẽ khởi động đi á. Nếu là mọi người đi bộ mà mệt quá thì đấy, cứ lấy xe này đi thôi, rất là tiện luôn á. Mà trời mùa hè như thế này thì đẹp để ngắm cảnh nữa. Kia thì có xe đang đi cắt cỏ. Thực ra đi bộ nãy giờ xong rồi cũng hơi mệt. Là một con phố không có động cơ. Những loại xe không có động cơ ấy, giống như xe gắn máy, ô tô đều không được đi vào trong con phố này. Đó là kiểu giống nhà hàng. Cũng giống như phố đi bộ ở mình á. Bây giờ thì sẽ đi qua một cái chợ trời ở đây, chợ trời mùa hè á. Ở đây thì mùa đông cũng có chợ Giáng sinh, hôm bữa thì có quay, nhưng mà mùa hè thì nó bán những loại khác nhau, không có giống như đợt mùa đông nữa, vì bây giờ trời đã ấm hơn rồi á. Thì để quay lên phía trước một chút xíu cho cả nhà cùng xem nhé. Mùa hè ở đây thường bán các loại trái mọng á,
và những cái loại rau củ mà nông trại có thể làm được, và cá này, bánh kẹo này, cà phê này, và những đồ handmade. Mình cùng đi một vòng nhé. Đây có bán dâu tươi. Và giữa này là những gian hàng toàn là dâu tươi, khoai tây. Dâu tươi. Hay là mua dâu ăn không? Can I have 1 liter? 1 liter. Yeah. Cái này 1 lít là 10 euro. Họ sẽ đóng lít cho mình. Anything else for you? No, thank you. Yeah. Where are you from? I'm from Vietnam. Yeah. Xin chào. Xin chào. You don't know how to say xin chào. Can you say again xin chào? Xin chào. Thank you. Thì mua một túi cherry rồi, rất là vui với cô chủ ở đó, người Tây Ban Nha, và cô nói được tiếng Việt Nam, cô biết tiếng Việt là xin chào. Ở đây cũng có nhiều. Ôi giờ ở đây ngon hơn nè. Giờ ở đây quả bự hơn và ngon hơn nhiều luôn. Ở đây có cà phê nữa, có lẽ đi uống cà phê. Mà tự nhiên mình chưa đi chơi mà mình đã mua trái cây rồi. Ở đây còn có cả gian hàng rau củ quả. Rau củ quả hành hẹ này. Rau từ nông trại, nhưng mà cái này không thấy không rõ là có phải là từ Phần Lan hay không. Cái này là của Phần Lan này. Có cả nấm này cả nhà. Nấm này là nấm độc ấy. Ý là nó ngon ngon nhưng mà nó chứa độc, là phải luộc qua 2 đến 3 lần xong đó mới chế biến để ăn. Vừa rồi em dâu rủ đi hái mà thứ chưa đi được. Hôm nay Thúy lên đây hơi sớm tại vì tầm này mọi người đi làm, và hôm nay không phải là ngày cuối tuần thì mọi người sẽ đi làm, hoặc là sau giờ làm tầm 4 giờ chiều trở đi thì sẽ đông hơn ấy. Nhưng mà thời điểm này bây giờ thì hơi vắng người rồi. Và các sạp cũng chưa có bày bán đầy đủ các thứ. Ở đây còn có bán đồ ăn nhanh nữa. Đây là đồ ăn nhanh này cả nhà. Quầy đồ ăn tầm trưa có thể ăn ở đây. Thì phải tìm chỗ ngồi đã. Chỗ này có một nhạc công đang chơi nhạc đường phố này. Có các em bé học trường mẫu giáo được cô cho đi ra ngoài chơi này. Đang đi phía trước Thúy nhưng mà Thúy không quay các em được ấy. Nếu mà quay sau lưng thì sẽ được, để chờ các em đi không có ngoảnh mặt sau lưng thì sẽ quay. Đây các em được cô giáo dẫn ra ngoài đi chơi nè, cũng giống như em Bon thỉnh thoảng được cô giáo dẫn ra ngoài đi chơi, đi xem tàu rồi những thứ xung quanh ấy. Đây là con tàu, trên này có đồ uống. Đằng này có cả đồ chơi nữa này. Ở đây có là mật hoa này, không phải mật hoa mà mứt, trái cây trong rừng á. Mũ cho em bé. Đây là quầy đồ ăn. Mũ, tự là mũ bằng lông cừu và những thứ khác. Có nhiều hàng lưu niệm khác nhau làm bằng gỗ. Và kia là nhà, cũng là nhà thờ. Xem này, ở đây có một cái công viên nhé. Và bên này cũng có một cái công viên nữa. Công viên ở khắp nơi luôn, công viên cây xanh á. Cái con, mấy con hải âu này to mồm lắm. Từ đâu là hết đến đâu. Các em bé được cô giáo dẫn đi này, một lớp thì có nhiều cô giáo này đi cùng với các em để không có một sự bị lạc hay gì á. Bọn cô sẽ nắm tay hai em để đi như thế này. Thì quay sau lưng không có đụng mặt các em nên sẽ không sao. Đây là con tàu sẽ đón các em để đi nè. Nhìn này là nhớ em Bon chưa chơi. Em Bon đã được đi cái sở thú đó rồi, sở thú ngoài hòn đảo ấy. Nhưng mà lúc đó em Bon là 3 tháng.
Hôm nay nhà Thùy sẽ cho đi tiếp. Cherry này không phải của Phần Lan đâu cả nhà. Cái này cho Thùy nghĩ là của Tây Ban Nha nhập sang, vì phần cherry Phần Lan nó chưa đến mùa và nó buồn cười lắm, nó không kiểu như thế này. Hải Âu lại xin ăn hoặc là nó ăn trộm của Thùy á. Đây, ngọt lắm, siêu ngọt luôn, cherry siêu ngọt. Và Thùy vẫn thích ăn dâu của Phần Lan hơn. Chị tưởng là như vậy luôn. Mời chị. No niin, varmasti sattuu, kun pitää yö myöhään vielä. Yeah, he just fall down. His knee hurt. Yeah, it's good. So he knows don't need to go. Sữa xong rồi hả? Bố hâm sữa xong rồi hả con? Khoái quá hả? Sai xin có mấy tuổi? Mấy tuổi? Sai xin có? Sai xin có? Sai xin có? Sai xin có? Con nói đi, nói bố cho sữa. Sai xin có? Sao rồi? Sao rồi? Sai. Sai. Sai xin. Xin. Có. Sai xin có. Sao nào? Sai xin có. Sai xin có. What? There is the boss. Okay. Uh-oh. Thế con xin bố đi. Sai xin có. Xin xin. Mai tỏa. Mai tỏa. Nó là gì? Em bao ngủ ngon nhá. Bye bye nhá. Bye bye Vitu.
Ngủ ngon nhá, mẹ yêu nhá, mẹ thương em nhá. Jalka hyppää yhden kerran, toinen jalka kahden verran, kolmos hyppy tasajalkaa, neljännestä leikkijalkaa. Vitos hypyt ilmaa haukkaa, kuutos hypyt mennään laukkaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keli. Tässä on Viltsun kylkiluusi. Sen pituinen se. Loppu. Haluatko vielä katsoa sitä? Äiti.